Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Và ngay sau đây là bản tin Cường Đô La và Hạ Vi dính nhau không rời trong tiệc năm mới. Cặp đôi liên tục chứng minh tình cảm gắn bó ở bất cứ nơi đâu. Mới đây, một người bạn thân của Cường Đô La đã chia sẻ những khoảnh khắc chào đón năm mới với sự xuất hiện của doanh nhân phố núi và bạn gái Hạ Vi. Có thể nhận thấy, trong suốt bữa tiệc, cặp tình nhân mới của làng giải trí liên tục quấn quýt nhau không rời nửa bước. Vì đã gắn bó với Cường Đô La được hơn 3 tháng, nên năm nay Hạ Vi quyết định ăn Tết luôn tại Sài Gòn mà không về quê nhà Hải Phòng như mọi khi. Tất cả đã cho thấy rằng mối quan hệ của cả hai đang ngày càng sâu sắc và mặn nồng. Thậm chí, nhiều ý kiến còn cho rằng chẳng bao lâu nữa Cường Đô La sẽ rước nàng về dinh. Hạ Vi đã nhiều lần được Cường Đô La mời về ra mắt bạn bè. Không chỉ thường xuyên bị bắt gặp, có những hình ảnh tình tứ trong đời sống cá nhân, Hạ Vi còn có cơ hội hỗ trợ người yêu cả trong công việc. Mới đây, cô đã trở thành thư ký tạm thời của Cường Đô La và có nhiệm vụ ghi chú, nhắc nhở nội dung công việc, đồng thời chăm sóc cho sức khỏe của anh. Cả hai dính chặt nhau suốt bữa tiệc. Ngay cả khi chụp ảnh, Hạ Vi cùng ngã người vào vai bạn trai hết sức tình cảm. Và khoảng cách giữa hai người luôn không quá nửa bước chân. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy nhấp đăng ký kênh miễn phí của chúng tôi để có thể theo dõi những clip đặc sắc và hấp dẫn tiếp theo.